Video này chỉ mang tính chất giải trí, không quý xúc phạm đến bất kỳ cá nhân hay một tổ chức nào. Có một sự thật là Tam Lan là một loại cây có cây ra chùm hoa thòng dài, nở rất là đẹp và bóng đá Việt Nam cũng có một danh thủ tên là Tam Lan, một tượng đài của bóng đá Việt Nam. Và hôm nay, với quan điểm cá nhân, tôi sẽ xếp hạng ông là tượng đài số 1 của bóng đá miền Nam Việt Nam. Nếu như bạn cảm thấy không hài lòng thì vui lòng gửi thư lên Liên Hợp Quốc mà phản đối nhá. Đầu tiên tôi sẽ xếp ông vào top 1 của truyện tình cầu thủ ca sĩ của bóng đá Việt Nam. Năm 1966 ở Sài Gòn, ông đến xem Bạch Tuyết hát cải lương và chúng tiếng sét ái tình. Sau đó, Tam Lang tuyên bố với ông rằng Tướng thật khác ngại tán em Tại ngán anh Ông đi Medica Cup và ấm luôn cái cúp Chỉ một năm sau thôi Ông ấm luôn bà về dinh Thứ hai là ông và các đội đội lại rất thích ăn lẩu thái Trong quá khứ Thái Lan luôn thể hiện mình là một đội bóng hiếu khách Khi họ là chủ nhà của SIP Games năm 1959 Được xếp ngang hàng với Việt Nam Ở khoảng có đủ 11 cầu thủ ra sân Và biết dùng chân chơi bóng nữa Nhưng mà về trình độ thì vẫn còn non và xanh lắm Thôi thì bọn anh xin cái cúp vô địch nhá Chào Bangkok Tam Lan và các đội đội về với Sài Gòn nắng ấm đây Thế là ông lại có thêm một cái cúp để điền thêm vào trong CV của mình trong khi các đồng đội và bạn bè chọn cách bán phở và làm nêu ở tận bên cali thì ông lại chọn ở lại sài gòn bởi vì ngoài đá bóng ra thì tôi chả biết làm cái gì khác cả thế là cảng sài gòn một mạch bốn lần lên ngôi vô địch quốc gia đều mang đậm dấu ấn của phạm huỳnh tam lang đó là những góc nhìn vui vẻ về danh thủ tam lang một tượng đài của bóng đá việt nam mọi gạch đá xin thiếu bởi chúng tôi không có nhu cầu xây biệt thự còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em